Netizen Trung Quốc sốc, liệu sản xuất Việt Nam có đang vượt mặt? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Made in Việt Nam đã vượt qua Made in China. Liệu sản xuất ở Việt Nam có thể vượt qua sản xuất ở Trung Quốc trong 10 đến 20 năm tới? Chất lượng sản xuất ở Việt Nam thế nào? Việt Nam đã có chuỗi công nghiệp trưởng thành chưa? Tại sao các công ty Trung Quốc và Foxconn muốn rút lui về Trung Quốc? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Đông Quản Quảng Đông hiện nay dân cư rất thưa thớt và một số lượng lớn các nhà máy đã chuyển đi mất rồi. Ngay cả khi bạn trở về Trung Quốc, bạn cũng không nhất thiết phải đến đồng bằng sông Châu Giang. Không có lợi thế về lao động và giá đất, xuất khẩu có thể đi đến Quảng Tây và bờ sông Dương Tử. Dân số 90 triệu người của Việt Nam gần bằng tỉnh Hà Nam. Tỉnh nào trong Việt Nam có ngành sản xuất mạnh nhất và có số lượng doanh nghiệp lớn nhất? Hà Nam đại diện cho mức trung bình của Trung Quốc. Ngày Việt Nam vượt qua Hà Nam về cơ bản sẽ vượt qua miền Trung và miền Tây Trung Quốc. Tôi chỉ muốn nghĩ đến việc khi nào Việt Nam sẽ có đường sắt cao tốc và tôi không nghĩ nhiều đến điều gì khác. Trong 10 năm nữa bạn à? Nhưng tôi phải nói rằng về mặt công nghệ sản xuất, người châu Âu tinh tế hơn chúng ta. Tất nhiên, sự điên cuồng về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể trong 10 năm qua, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định trong công nghệ sản xuất công nghiệp của châu Âu. Vậy nên đừng cười nhạo người khác, đó là vấn đề thời gian, chúng ta cũng đã trải qua điều này. Tình hình yêu cầu Việt Nam phải giải quyết vấn đề điện trước tiên, việc xuất khẩu thiết bị phát điện nhiệt điện đã bị cấm, chưa kể việc phổ biến toàn diện về giáo dục nhân sự và hoàn thành công nghiệp hóa toàn diện không chỉ là chuyện nói suông. Công ty ban đầu của tôi làm sơn 3C, có nhà máy chi nhánh ở Việt Nam. Họ không biết pha sơn. Họ chỉ pha được một màu, không pha được nhiều màu. Tôi đã làm việc này được vài năm. Tôi vẫn cần chuyển hàng từ nhà máy Quảng Châu. Lương của họ ở đó là hơn 1.000 nhân dân tệ một tháng. Còn người học việc ở nhà máy Quảng Châu là 5.000 nhân dân tệ. Sau tháng học nghề, lương hơn 7.000 tệ. Nhân viên làm việc trên 2 năm có mức lương hơn 10.000 tệ. Bây giờ lương còn hơn thế nữa, gần ngang bằng ở Trung Quốc và vẫn đang tăng mạnh. Hiệu quả công việc chỉ bằng hơn một nửa ở Trung Quốc. Tất cả các công ty nước ngoài ở đây đều có tính nhân văn cao và có công đoàn. Một người bạn của tôi đến Việt Nam để dạy một người đàn ông Việt Nam cách bảo trì máy nén khí định kỳ. Sau khi dạy anh ta một tháng, anh ta thậm chí còn không biết cách khởi động máy nén khí. Hôm nay anh ta dạy tôi và quên mất nó. Bạn tôi tức giận đến mức suýt hút thuốc. Bạn bảo anh ấy lười, nhưng lần nào anh ấy cũng lấy vở ra và ghi chép một cách nghiêm túc. Hầu hết đều như vậy. Người dân Đông Nam Á có thể sử dụng bộ não của mình, nhưng có quá ít người học tập nghiêm túc. Họ thích làm những việc không sử dụng bộ não của mình. Tóm lại, mọi thứ đều có thể được sản xuất ở Trung Quốc, nhưng vẫn có một khoảng cách giữa một số sản phẩm cao cấp với châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Tại sao vẫn có những người chạy về Việt Nam? Quảng Đông có tệ không? Vì ở ngoài kiếm tiền thì dễ, nhưng làm việc vất vả ở Quảng Đông chỉ có 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ nên tôi sang đó. Ngành nào cũng tiêu thụ nhiều điện. Việt Nam muốn trở thành cường quốc công nghiệp thì trước tiên phải cải thiện năng lượng điện. Điều này khó có thể đạt được trong 20 năm tới. Nó hoàn toàn có thể được hoàn thiện trong 20 năm tới. Nhưng hiện nay phát triển nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, điện gió, điện mặt trời rất khó. Chúng ta có thể ra ngoài sản xuất, lắp ráp nhưng không được chuyển giao công nghệ và phải giữ bí mật. Họ không thể học nếu không giữ bí mật. Điều quan trọng là họ không có ham muốn học hỏi thôi. Ai đã từng đến Việt Nam đều biết những gì blogger nói là sự thật. Nếu tư duy của người Việt Nam không thay đổi thì Việt Nam sẽ không thể phát triển. Khi dân số Việt Nam vượt Trung Quốc, giấc mơ này sẽ thành hiện thực. Tất cả thiết bị trong nhà máy chế biến gỗ của chúng tôi đều được vận chuyển từ Trung Quốc, bao gồm cả xe nâng và máy xúc lật. Việt Nam đã là một nước có quân sự mạnh, vậy tại sao vẫn dựa vào nước tôi để cung cấp sản phẩm? Xét về mặt này, Việt Nam không mạnh bằng Philippines. Ở đó có rất ít người có trách nhiệm và thực sự không thể làm được nếu không có người Trung Quốc kiểm tra. Có thể chỉ trong 5 năm nữa, các công ty Trung Quốc sẽ có thể phát triển ở Việt Nam và được miễn thuế. Người lao động Việt Nam không bị bóc lột. Người lao động nhập cư Trung Quốc nên học hỏi từ họ. Nếu bạn quá lười, bạn sẽ luôn tìm lý do thôi. Phân tích có lý nhưng tôi nghĩ quốc gia ăn bằng đũa không nên đánh giá thấp. Người Việt trên Internet nói rằng họ hy vọng có thể tự mình xây dựng đường sắt cao tốc. Thật rực rỡ và xinh đẹp. Lương của họ cao hơn mức lương trong nước. Nếu họ làm hiệu quả thì có thể nói như vậy. Đừng dò dỉ công nghệ của ta cho họ.
Không phải ở đó tất cả các nhà máy đều do người Trung Quốc mở ra và nguyên liệu được vận chuyển từ Trung Quốc về gia công sao? Hầu hết nguyên liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc. Bất kể vượt hay không, nếu hạnh phúc của người dân tăng lên và thu nhập của họ tăng lên thì họ đã vượt quá ta rồi. Nhiều nhà máy buộc phải di rời sang đó. Với mức lương 3.000 nhân dân tệ ở Việt Nam, thà về Trung Quốc, đi đến các thành phố cấp 5, cấp 6, nơi không có công đoàn và không gây rắc rối. Nếu Việt Nam không độc lập phát triển đường sắt cao tốc, thì sẽ không phát triển được các ngành công nghiệp cao cấp. Chúng ta sẽ có thể giúp họ xây dựng nó. Từ sau vụ nổ máy BP, thế giới hy vọng sản phẩm điện tử của Trung Quốc sẽ được sản xuất thuần túy trong nước, đồng nghĩa với việc Việt Nam đã bị loại thì phải. Ông chủ, có ai ở nhà máy của anh bên đó không? Tôi từng đi làm. Tôi là con một gia đình nghèo và tôi rất chăm chỉ. Hóa ra có lần tôi thuê một người đàn ông Việt Nam làm việc, anh ta nói chuyện với tôi bằng điện thoại di động cả ngày, không để ý gì cả. Điều này đúng. Anh ấy biết khi nào bạn mắng anh ấy, nhưng bạn không biết khi nào anh ấy làm việc. Tôi đồng ý với nhận định của bạn. Tôi cũng đã trải nghiệm rằng những gì bạn nói là đúng. Vì vậy, những người trên Internet nói rằng họ đã vượt qua Trung Quốc cách đây một thời gian, nhưng tôi không tin. Dù vậy, người Việt vẫn cười nhạo việc đường sắt cao tốc của Trung Quốc kém xa đường sắt của Nhật Bản. Điều họ không biết là tỷ lệ tai nạn đường sắt cao tốc của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với Nhật Bản. Thì họ cũng phải vượt ở những góc của khó khăn chứ. Làm thế nào để vượt qua đây? Mỹ và châu Âu điên cuồng trấn áp sự trỗi dậy của Trung Quốc. Liệu Việt Nam có chịu được sức ép từ Mỹ và châu Âu không? Muốn vượt qua khó khăn, trước hết phải có nền tảng tốt. Trong trận phản công tự vệ của Việt Nam, nền công nghiệp nặng của họ đã bị dồn vào một cái nồi. Rất nhiều thứ bị hỏng, chỉ cần thay thế mà không cần sửa chữa. Chi phí nhân công cũng tương đương với giá thay thế. Cách bố trí và vận hành ngành vốn, trau dồi chất lượng công nhân công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và khái niệm hoạt động không thể được phát triển trong một sớm một chiều. Đừng đánh giá thấp khả năng của bất kỳ quốc gia nào. Có một vấn đề với chuỗi công nghiệp. Trung Quốc là một nước lớn, với đầy đủ các ngành công nghiệp chắc chắn sẽ có thể làm được điều này. Điện đến từ lưới điện phía Nam Trung Quốc. Họ dùng tiền để mua điện thì làm sao có thể phát triển nếu không có điện? Việt Nam không thể bắt kịp vì chúng ta không đợi họ ở chỗ chúng ta đang đứng. Họ cũng không thể bắt kịp nếu ta chờ đợi. Nguyên liệu thô và bán thành phẩm có thể vượt mức mà không cần nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng liệu điều này có khả thi? Họ chưa thể làm điều đó. Đừng đánh giá thấp nền kinh tế và ngành sản xuất của Việt Nam. Họ luôn học hỏi từ chúng ta. Họ đã học được rồi. Tôi nghĩ họ có thể phát triển tốt. Suy cho cùng, ngành sản xuất dựa vào nhân tài cấp cao. Đất nước có thể giữ chân được nhân tài cấp cao chỉ là vấn đề thời gian. Đất nước có tồn tại được hay không phụ thuộc vào giới tinh hoa ở trên. Thiết kế thể chế cũng rất quan trọng. Bạn không để ý rằng hơi thở của Việt Nam bây giờ đã rất bồng bềnh rồi sao? Họ đang leo hoặc đang trôi nhanh đến mức sẽ sớm vượt qua chúng ta. Họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua được Trung Quốc. Tôi hy vọng ta vẫn phải nhường một ít cho người khác. Một cơn bão đã đưa nền kinh tế Việt Nam trở lại hình dạng ban đầu. Tôi nghĩ mức độ ảnh hưởng không lớn. Làm 7 đến 8 giờ của họ tương đương với hơn 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ. Tiền lương của họ thực sự không hề thấp đâu. Nhà máy đông quan 8 giờ chỉ được 1.900 tệ. Đó chỉ là sự khởi đầu, nhưng họ sẽ ngày càng tốt hơn trong tương lai. Nước tuy nhỏ nhưng sẽ mạnh thôi. Ngoài ra còn có một số triển vọng phát triển. Không đào tạo nhân tài, không tiêu chuẩn ngành, không cơ chế kiềm chế. Cuộc sống cẩu thả đã trở thành thói quen. Việt Nam cho dù có thêm 30 năm nữa cũng không thể vượt qua Trung Quốc. Sự lười biếng của người châu Phi khiến họ rơi vào tình trạng nghèo đói Việt Nam tốt hơn họ, nhưng triển vọng đuổi kịp Trung Quốc vẫn mờ mịt. Đối với những ngành sử dụng nhiều lao động, trước hết phải nhìn vào lực lượng lao động. Sản xuất cấp thấp có thể được thay thế một phần, nhưng phần lớn chuỗi cung ứng đều phụ thuộc vào Trung Quốc. Đối với sản xuất cấp cao, Việt Nam thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó. Trên thực tế, nhiều người Việt Nam trực tiếp mua hàng từ Trung Quốc, dán nhãn tiếng Việt rồi bán sang Mỹ, thay đổi nhãn Made in China. Dựa trên những bình luận của netizen Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận về quan điểm của họ đối với Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Hầu hết ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn còn một khoảng cách lớn so với Trung Quốc về quy mô chuỗi cung ứng, năng lực công nghệ và trình độ công nghiệp hóa. Các sản phẩm cấp cao và chuỗi sản xuất hoàn chỉnh vẫn chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc. Một số ý kiến nhận thấy Việt Nam có tiềm năng phát triển, đặc biệt nhờ lực lượng lao động trẻ và mức lương cạnh tranh. Tuy nhiên, các vấn đề như năng lượng, giáo dục nhân lực và khả năng phát triển công nghệ cao cần được giải quyết. Nhiều người chỉ trích lực lượng lao động Việt Nam về kỹ năng và hiệu suất làm việc, nhưng cũng có người nhận xét tích cực về sự nỗ lực và môi trường làm việc tại các nhà máy ở Việt Nam.
Một số ý kiến nhấn mạnh rằng chi phí lao động tại Việt Nam đang tăng nhanh, gần ngang bằng với Trung Quốc, nhưng hiệu quả lao động vẫn chưa tương xứng. Đây là yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc về việc đầu tư lâu dài. Một số người nhận định rằng mặc dù Việt Nam có sự phát triển, nhưng chưa đủ để vượt qua Trung Quốc trong ngắn hạn, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao và sản xuất phức tạp. Một số bình luận cho thấy sự thừa nhận tiềm năng của Việt Nam, nhưng cũng kèm theo tâm lý bảo thủ và lo ngại về việc chuyển giao công nghệ, cho thấy sự cạnh tranh ngầm giữa hai quốc gia. Netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh, có tiềm năng, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn để có thể thay thế hoặc vượt qua Trung Quốc trong ngành sản xuất và công nghiệp. Dù vậy, họ không đánh giá thấp khả năng cải thiện của Việt Nam trong dài hạn.